Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cây Magic Mix này các bạn. Đây. Nhìn cái hộp bên ngoài nó thiết kế hình ảnh rất là đẹp, là Magic Mix này các bạn. Ngoài khá đẹp. Giờ mình sẽ tháo cái hộp này ra cho các bạn xem. Bên trên bên này người ta có tặng những cái vít này nè các bạn, vít đa dạng luôn, kèm cao su, thì bản mã nó thì có gì rất là đẹp rồi các bạn. Rồi giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái cây này. Đây là cây của nó nè các bạn, thì màu sắc khá đẹp. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cây này. Cái đầu tích theo có màu vàng đồng khá sang trọng. Ở phía dưới này các bạn, ở phía dưới này các bạn thay pin là các bạn tháo cái này ra, tháo cái phía dưới này ra. Giờ mình hướng dẫn các bạn lắp pin. Cái đầu mà có nhu nhu luôn nè các bạn. Đó, cái đầu nhu nhu này là cực dương. Cái bình bình này là cực âm này các bạn. Khi các bạn lắp thì các bạn bỏ cái đầu nhọn nhọn này nè, cái nhu nhu này lên. Bỏ lên trên. Cho cái bình bình này phía dưới. Rồi các bạn đợi lại. Các bạn nhìn lại ở dưới này nó sẽ có một cái khúc này các bạn. Cái khúc này là cái khúc đó các bạn, cái nó cũng như là nút nguồn, các bạn bấm để các bạn hút này các bạn. Khi mà các bạn mà không muốn dùng nữa, các bạn có thể dặn chặt lại khúc ở dưới này. Một khi các bạn sử dụng là bạn nhìn tháo lấy ra, để các bạn bấm này các bạn, không dùng gọi là các bạn dừng lại. Rồi. Tại cái coi này mình đã build coi sẵn rồi nè các bạn. Đó, mình đã build rồi. Mình đã build sẵn rồi. Giờ mình sẽ test khối cái coi này cho các bạn xem nha. Khi các bạn sử dụng là các bạn, như nãy các bạn mình lắp cái này ra. Coi này sử dụng nó tương tự như, giống như cái coi Avermost lúc trước mình hướng dẫn các bạn đấy các bạn. Nó cũng tương tự coi này. Giờ mình chim tinh dầu tiết khối con này cho các bạn xem nha. Khối luôn khá dễ nè các bạn. Khối quá trời khối.
có khá dày đúng không các bạn, có khá dày. Cái khối nó nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái đầu tích này các bạn, cái đầu tích các bạn build coin như thế nào, sau đó là phụ thuộc vào pin rồi nha các bạn, cái độ sáng của pin nữa. Khi các bạn sử dụng pin tốt, pin loại xịn thì khối nó sẽ ra nhiều hơn. Đây mình sử dụng pin loại bình thường thôi, loại thường thôi nha các bạn, nhưng mà khối vẫn rất là nhiều. Đây mình mở ra mình cho các bạn xem, khối lượng khá dày. Tóm là khối lượng nguồn quốc bộ các bạn. Khối qua trời khối các bạn. Cái này mà nếu mà các bạn sử dụng pin mà tốt nữa thì khối nhìn thấy rất là sướng, cũng rất là phơ các bạn. Rồi. Mình mới chìm tinh dầu, mình bấm là khối nó lên khá dày khá nhiều, tinh dầu đã gần như là đã khô rồi các bạn. Để mà chìm lại lần nữa nha, bấm cho các bạn xem. Cái này thì các bạn khi các bạn chìm vào á thì các bạn hút tầm 3-4 hơi là các bạn lên chim vào nữa, chứ không thì nó chỉ cháy bông thôi các bạn, tại cái lượng khối nó lên rất là nhiều nên tinh dầu nó đốt qua nhanh hết. Rồi khối lên bắt ngá rồi các bạn. Mình mới có hút 2 thôi mà tinh dầu nó đã còn nó muốn khô rồi các bạn, bông nó đi. Mẫu thiết kế đẹp cho này màu vàng đồng, thân chính giữa nó sẽ làm hình ảnh cái này láng nha các bạn, cái này láng còn rất là lớn, nhưng cái này mẫu mơ nhìn rất là sang các bạn. Thôi chào các bạn, hẹn các bạn các video mình up cái tiếp lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.